Rồi, còn mấy trận cuối cùng hồi chưa bị thua, thắng 2 trận mà đâm ra thành mất 720 giây, khá là tiếc. 12 trận nữa. Rồi, hôm nay gặp ai đây? Gặp đi. Đừng có cho thắng tuyệt đối nữa đâu. Gặp người đi. Thắng tuyệt đối thì khó. Rồi, vô. Tối nay có vẻ đông hơn buổi trưa. Gặp ai cũng được, cố gắng phải gặp mọi người, đừng cho thắng luôn là đông à. Gặp nhất chung bộ rồi à. Bữa nay chưa gặp thằng đá, tối nay thắng 4 trận nữa là lên top 1 này. À được, tôi nghèo rồi, tôi cầm bóng trắng phái rồi, trắng bè mà không luôn chứ bộ. Chưa, ngày mai, tối nay nữa. Vô gặp nó gã đâu, tống kêu nó gã đâu rồi nữa. Rồi, vô. Nhà, đọc vương. Cái bè ná luôn nha. Đọc vương á. Đọc okay, vương với lại cá bè nha. Nhồi máu nè. Anh Tùng chụp cá bè nha. Anh Tùng chụp cá bè nha. Tôi là khải tử được luôn á. Anh Tùng là mà. Tùng xuống ngựa lo chứ. Là gì đâu mà. Rồi. Nhồi chức bình máu rồi đánh liền. Rồi, ok. Đợi trận tiếp theo. Rồi, tiếp theo trận tiếp theo. Vô. Ngân hè rồi nữa kìa. Nên đi đâu á? Còn 1 phút vào đi anh em. Vẫn không có hàng để chiến đấu. Vẫn không có hàng để chiến đấu. Ngân hè khẳng với chị vô á. Thiên người đánh chứ đâu có người sao đánh. Ngân hè. Bây giờ gặp 200 Mr. rồi tôi đứng xuống. Nghe cũng giận. Khỏe tập tăng máu rồi chứ. Chịu khó tăng máu rồi đây. Bữa gặp toàn cò lon nhiều. Đọc vương là đi hai này vô gặp đây là khó. Đọc vương nó có 3 ạc mà sao nó đi 2 thằng ấy chứ. Tèo nó 3 người á. Sáng thường Khải mấy giờ dậy? Em à? 10 giờ là chở nhất là 10 giờ. Còn ngày nào có công có việc thì 7-8 giờ em đã dậy rồi. Rồi, quả là Hùng Bé. Quả là Hùng Bé, 104 Chú Lâm, 2 đường mô 1 Chú Lâm. Rồi, ok. Nhòi máu. Rồi, vô. Máu đây. Mày chụp sẽ cho chết bà này. Quyết hai mặt. Ok. Tầm này những cái thủ mà hot họ cảm giác mình đi á, ít muốn đi chung, sợ gặp nhau. Rồi, vô trận tiếp theo. Kiểu gì kêu hai gặp. Có một số đội né như Disney mới vô cũng đi đâu mất tiêu rồi. Vô tham khảo thị trường nè. Sở West nè. Mà đội đầu tư Tony Tèo nè, đó. Này thứ 4 rồi. Còn một trận cuối cùng. Còn trận cuối cùng. Anh còn trận cuối cùng. Ai? Tony Tèo Swift rồi đó. Swift rồi đó. Còn Tony Tèo còn lần cuối cùng. Còn trận cuối cùng. Đánh 4-7 trận rồi á. 4-7 trận rồi. Nhanh vậy hồi tao có thắng 4-4. À đúng rồi, tới 4-4 không đi chiên 10 giờ đi bê trận nữa. Bê không trận gì nữa. Đúng rồi, còn trận nữa mà chứ không chịu đánh. Chết rồi xong nữa. Không, chết là lên thiên đàng. Chết là xong. Chết là đánh cho anh tiếp. Rồi, nghe đi, bà hậu nữa. À, bà hậu nữa hả? Rồi, ok. 5 lần rồi, lần thứ 5 rồi. Rồi, muốn mình báo rồi. Anh gặp đôi này lần 5. Thiên vương mi bắt em bây giờ ạ. Mi bắt Khải này, bắt được đâu. Thiên vương bắt đọc. Rồi, ok. Đợt tôi vẫn chưa dám vô. Chưa dám vô. Rồi, ok. Đợt cuối nó đi. Chặn nữa nha, chặn nữa nha. Rồi, nấp đây. Cứ đứng lùi lại chỗ cũ đi, khi nào em bảo em vô thì mới vô. Đừng có nôn. Còn 2 phút một lần, em tính chuẩn giờ hết rồi. Cứ đứng góc đó đi. Khi nào em bảo 30 giây, vô là lúc đó em tính. 30 giây là cái chạy đến hiệu thuốc nha. Cứ từ bình tĩnh. Canh giờ lo cái gì.
từ từ. Đứng ngồi đây. Đúng rồi. Cô đi muộn đấy. Chưa, cứ từ hồn tính, chưa. 48 rồi 49 là đánh mà. Chưa. 49 50 mới đánh. Chưa đâu. Mình canh cho... Em canh chống là cứ từ từ thoải mái. Khi nào em bảo 30 giây là sẽ chạy đến thành tập kích đứng đó đợi em xíu. Rồi em kêu vào là mới vào vậy đó. Không có đâu, em tính giờ mà lo gì. Em tính là giờ sắc sắc sàng rồi. Không biết đánh vô xong rồi nó không ra đâu phải ạ. À. Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ cố gắng lên ơi. Nó thấm vô là ao đấy. Nãy giờ là ao mấy lần anh thấy hả? Nó còn có một trận cuối thôi, phải bắt được trận để mới hay. Rồi 30 giây nè, đến ngay chỗ thằng nhiệt điểm. Gôn vô thằng trong kia, từ từ vô nha, từ nha. Nhắc sẵn đi. Rồi, từ từ. Khi nào báo vào cứ đứng đợi nhiều đây. Cứ đợi nhiều, cố gắng nhanh chế phút này nè. Đợi nhiều. Em sẽ không cho nó ra kịp, hiểu không? Cứ từ mình đến. Em canh cho, nhưng mà chú tâm nè. Cứ từ bình tĩnh. Rồi, cứ từ nha. Rồi vào. Rồi vào 3 giây nữa đánh. Chạy đâu mà cho thoát, chạy đâu cho thoát, theo sâu. Rồi, hai quả đen gặp giận đang xấu trai. Hai quả đen. Không gặp được nó anh Long ơi. Rồi chạy về. Ai, xử. Ok, hết rồi. Không gặp được anh ơi. Quá ổn quá. Không bắt được. Bắt tôi đi tèo. Bắt tôi đi tèo cũng chồng mà không được nó thắng rồi thấy. Nó thắng rồi. Ừ. Ok, cố gắng bắt mà không được thôi sao chứ. Tony Tèo đang top 1 nè. 48 thua 4 không? Em kính tính từng giây từng giờ là đều không bắt được thôi. Ok, thua 4 mình mới có thua 1 thôi. Cố gắng vẫn có cơ hội top 1 nha nè. Rồi ok. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho team ban 3 ông già ngáo một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Đừng quên đỡ lại không ủng hộ chơi nha. Nói chung là cố gắng bắt những cái team mà hot họ có cơ hội tốt anh em. Mà khó quá này mà. Rất khó. Rồi ok, anh em xem video đừng quên đổ lại cho Khải cũng như là video liên đóng một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Mùa này cố gắng top 4 đổ lại nha mọi người. Ok, cảm ơn em rất nhiều, bye bye. Rồi cho anh em xem sơ qua lại set đồ của anh Tùng một lần nữa. Chắc là anh em sẽ hỏi, đó, hiện tại đang lên set ông Bang rồi, khá là tự tin luôn nè em ơi. Hôm trước chưa có ông Bang hơi giói tí, phòng thủ lúc đó là hơi cùi tí. Này phòng full phòng thủ, 75 cộng 2, 125 chậm, mà kèm với 80 chó. Đó. Tâm này thực sự là vẫn sợ nem động nè. Nem động nó quay hai cục nó động là quéo liền. Tại vì không có kháng độc cũng như là không có thời gian chống độc á. Rất là nhanh chết. Rồi ok. Cảm ơn em nha. Đừng quên đỡ lại một like cho em hộ chơi nè.